Cô bé có siêu IQ này là người có thể dự đoán được trước tương lai. Sau 50 năm nữa, trái đất của chúng ta sẽ phải đối diện với hàng ngàn các thảm họa diệt vong. Để gửi lời cảnh báo cho thế giới, cô bé đã viết ra các dãy số tử thần gắn tiền với các thảm họa. Sẽ thế nào khi con người biết trước được các tai họa đó sẽ xảy ra mà chẳng thể nào làm được gì? Vậy con người trên trái đất sẽ phải làm sao để đối diện với sự diệt vong này? Liệu có còn ai sống sót không? Xin mời các bạn cùng mình tìm hiểu bộ phim nha! Lucinda đang điên cuồng viết gì đó mà không có dấu hiệu dừng lại, viết hàng loạt con số đầy hết một tờ giấy. Cô bé giống như bị ma nhập, không thèm nói chuyện với ai, kể cả lúc bình thường. Cô cũng không giống những đứa trẻ khác, ngày nào cũng ngẩng đầu lên nhìn mặt trời một cách sợ hãi. Ngay cả cô giáo cũng có chút sợ hãi và lo lắng, tịch thu luôn tờ giấy của cô bé. Hóa ra trường học William cho trẻ đang tổ chức một sự kiện, đó chính là các học sinh vẽ một bức tranh, đặt trong một hộp thời gian và chôn dưới lòng đất. 50 năm sau, mở chiếc hộp thời gian đó ra, tặng bức tranh cho học sinh 50 năm sau. Các bạn học khác thì đều vẽ tranh, chỉ có cô bé tên Lucinda lại viết một trang đầy những con số bí ẩn. Vào ngày tổ chức lễ, lại xảy ra chuyện, Lucinda đã biến mất khỏi trường học. Mọi người đều tìm khắp trong trường, cuối cùng giáo viên tìm thấy Lucinda ở trong phòng tạp vụ dưới tầng hầm. Trên tay cô bé đều là máu, cô bé dùng móng tay của mình khắc một dãy số lên cánh cửa. Hóa ra là ban ngày cô bé chưa viết xong ở trên giấy, đã bị cô giáo thu lại nên đến đây để viết tiếp. Chớp mắt 50 năm trôi qua, nhà trường đã mở hộp thời gian đầy bụi vào buổi lễ kỷ niệm. Con trai của John, Caleb, có chút bối rối. Cậu bé nhận lấy nhật ký tử thần kia đó. Caleb hơi hoang mang, các bạn nhận được toàn là tranh vẽ vô cùng đẹp. Đến mình thì lại là một tờ giấy chỉ có những con số kỳ lạ không? Đúng lúc này, cậu bé còn phát hiện phía xa đang có một bóng người theo dõi mình nữa, nhưng chớp mắt cái lại biến mất bí ẩn. Sau khi trở về nhà, John là một nhà vật lý thiên văn học. Buổi tối, anh vô tình thấy con trai mình đang buồn rầu về tờ giấy có hàng ngàn con số bí ẩn đó. John an ủi con trai mình, rồi cầm lấy tờ giấy đó, theo bệnh nghề nghiệp cũng muốn châm cứu xem là gì. Anh ấy đã giải mã một vài con số, một phần trong đó là ngày tháng. Anh tìm kiếm trên mạng theo ngày tháng, ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ồ, hóa ra là sự cố 911 đã gây ra 2.996 người tử vong, mà quả nhiên trên giấy viết số 2.996. John sửng sốt, không phải chứ, bức thư 50 năm trước, khi đó sự cố 911 chưa xảy ra, sao cô bé lại viết ra được con số 2.996 này chứ? Anh tò mò lại xác minh thêm mấy nhóm ngày tháng nữa, lần này kiểm tra thì giật bắn mình, vụ sập cầu, cháy thành phố, tai nạn máy bay, vụ đánh bom, tai nạn giao thông hàng loạt, những sự cố lớn nhất trên trái đất lại đều đúng chính xác ở trên giấy. John hơi sợ hãi rồi, cho dù là nhà tiên tri cũng không thể đoán chuẩn chính xác sự kiện trong tương lai, mà dự đoán số người tử vong lại càng không thể. Ngày hôm sau, John đã kể cho đồng nghiệp về phát hiện lớn này của mình, đồng nghiệp lại cho rằng nhật ký tử thần là một trò đùa, và còn một nửa dãy những con số chưa giải mã được, không có ý nghĩa gì cả. John nói với đồng nghiệp, trên tờ giấy có 3 nhóm ngày tháng vẫn chưa xảy ra, đến lúc đó có thể xem số người tử vong có đúng hay không. Một ngày gần nhất với ngày dự đoán là ngày mai. 50 năm trước cô bé viết nhật ký tử thần rốt cuộc có chính xác hay không? Thời gian xác minh đến rồi. Ngày hôm sau, John lái xe đi làm, lại bị tắc đường. John vô tình nhìn thấy bản đồ hướng dẫn. Trời ơi, tờ đó là những con số chưa được giải mã trên tờ giấy đó. Lẽ nào là định vị GPS nơi xảy ra chuyện sao? Những con số trên tờ giấy cách vị trí anh ấy hiện tại vô cùng gần. Lẽ nào phía trước xảy ra sự cố sao? John xuống xe kiểm tra. Đột nhiên một chiếc máy bay xuyên qua bầu trời, bay qua trước mặt anh ấy rồi bị rơi xuống đất. John vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn qua đó giúp đỡ. Anh vừa chạy qua thì lại xảy ra vụ nổ thứ hai. Xung quanh đều là tiếng la hét và kêu cứu. Mấy tiếng sau, John trở về nhà. Tinh thần anh ấy bắt đầu hoảng loạn. Dù sao bản thân anh đã trải qua vụ thảm họa này, còn có rất nhiều người chết ngay trước mắt anh ấy. Lần này số người tử vong là 81 người, giống y hệt những gì viết trên nhật ký tử thần, giống y hệt những gì viết trên tờ giấy tử thần đó. Anh ngồi bần thần không tin vào mắt mình, nhưng tất cả điều đó anh lại chứng kiến, không tin cũng phải tin. Lúc này anh bạn đồng nghiệp nhận được tin cũng tá hỏa mà chạy đến, vì những gì lúc sáng mà John nói với anh ta là hoàn toàn đúng, chính xác hơn cả quay sổ số miền Bắc. Sau đó cả hai cùng ngồi ngẫm lại về những dãy số khác, chắc chắn là có rất nhiều sự kiện lớn sẽ xảy ra, nhưng không phải theo hướng tích cực mà vô cùng tiêu cực. Chắc chắn cô bé viết được những con số này không phải là người bình thường, nó rơi vào tay của con trai anh lại càng bất bình thường hơn nữa. Buổi tối, Caleb đi ngủ,
Trong phòng lại có một người mặc đồ đen đi vào. Người mặc đồ đen chỉ vào cửa sổ. Cậu bé sợ hãi ngước nhìn theo hướng tay chỉ của người này mà nhìn ra cửa sổ. Không ngờ bên ngoài phát xuất hiện những ánh sáng chói như là ánh sáng của những ngọn lửa vậy. Cậu bé Caleb bất giác đi đến gần cửa sổ. Trước mặt cậu lúc này hiện lên hàng loạt hình ảnh man dợ. Động vật đều bị nướng cháy, chạy tán loạn khắp nơi. Lẽ nào đây là cảnh tượng của ngày tận thế của thế giới sao? Caleb la hét, cha cậu bé lập tức chạy tới. John nhìn về phía khu rừng phía xa, có một thanh niên thần bí đang nhìn về phía này. Lẽ nào họ đang để ý tới con trai rồi sao? John cầm lấy gậy bóng chày chạy ra ngoài, nhưng người áo đen đã biến mất. Để tiếp tục điều tra nhật ký tử thần, John hẹn gặp con gái của Lucinda, Diana. Hóa ra, Lucinda đã mất từ mấy năm trước. Cả đời này bà ấy bị coi là kẻ tâm thần. John kể cho Diana toàn bộ sự việc. Diana lại không tin. John nói với cô ấy, ngày mai mẹ cô dự đoán New York có 170 người chết. Đến lúc đó cô xem có chính xác hay không. Buổi tối John đưa ra một quyết định quan trọng. John quyết định ngăn chặn thảm họa. Theo định vị, John gọi điện nặc danh cho cục cảnh sát trước, nói rằng nơi đó sẽ xảy ra vụ nổ khủng bố, bảo họ chặn đường đó. Ngày hôm sau, John lái xe tới đó. Phát hiện nơi này không bị chặn lại, ở đây rất đông đúc. John đi theo phía đoàn người tới trạm tàu điện ngầm. John cố gắng tìm kiếm bọn tội phạm, vì anh nghĩ chuyện này chắc chắn do một phần tử khủng bố nào đó cố tình làm ra. Quả nhiên nhìn thấy một thanh niên khả nghi, hắn ta thấy John thì bỏ chạy. John liền vội vã đuổi theo. Cuối cùng, cảnh sát cũng vào cuộc. Thanh niên giơ tay lên, mọi người mới biết, hóa ra là tên bán CD lậu. Mà ngay lúc này, xảy ra chuyện, tàu điện ngầm đối diện bị chật bánh, đụng phải con tàu này. Lần này lại là một trải nghiệm đau khổ khác. John cuối cùng cũng hiểu ra, con người không thể thay đổi thảm họa được. Sau khi trở về, Diana tìm tới John. Cô ấy đã tin vào sự cố lần này rồi. Lần này cuốn nhật ký tử thần chỉ còn lại một nhóm dãy số chưa được giải. Số lượng người tử vong viết bằng hai chữ cái II, chữ II viết ngược. II rốt cuộc nghĩa là gì đây? Hai người dẫn theo hai đứa trẻ cùng đi đến ngôi nhà cũ của Lucinda, chắc chắn có được manh mối nào đó. Họ tìm kiếm ở dưới gầm giường của Lucinda, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của II, everyone else, tất cả những người khác. Hai người kinh hãi, tất cả mọi người, lẽ nào là ngày tận thế của thế giới sao? Lúc này, Caleb và FB bị đám người áo đen bao vây. Caleb bấm còi xe, John lập tức chạy ra ngoài. Anh cầm súng đuổi theo người áo đen. Lần này anh ấy lại đuổi được. Người áo đen quay lại, trong miệng phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó thì biến mất. Xem ra người áo đen căn bản không phải con người. Ngày hôm sau, John lần theo manh mối giải mã được nguyên nhân của ngày tận thế. Đó là một ngọn lửa khổng lồ từ mặt trời sẽ phá hủy tầng ozone của trái đất và giết chết mọi sự sống trên trái đất. John gọi điện cho cha mẹ bảo họ trốn xuống tầng hầm. Nhưng cha mẹ anh lại nói, chờ đợi sự an bài của vận mệnh. Sáng sớm ngày tận thế, cậu bé này miệt mài viết những con số như bị ma nhập. Cha cậu bé rất sợ hãi, cướp lấy tờ giấy đó. Cậu bé lại viết lên bàn, cha cậu lại giật lấy bút của cậu bé lại khắc những con số đó lên bàn bằng móng tay mình. Ngọn lửa mặt trời bùng phát muốn giết tất cả các sinh vật trên trái đất. John chợt nhớ ra một cách giải quyết, Lucinda cũng miệt mài viết những con số vào 50 năm trước. Cô bé chưa viết xong thì đã bị cô giáo tịch thu tờ giấy. Vì thế, nửa đêm cô bé khắc những con số này lên cánh cửa ở dưới tầng hầm. John tới trường học tháo cánh cửa xuống. Sau khi khôi phục lại thì hiện ra một định vị. Xem ra định vị này có thể cứu mạng. Nhưng lúc này Diana đã đưa hai đứa bé vào sơn động tránh nạn rồi. Nhưng Diana xuống xe ở trạm xăng dầu thì chiếc xe bị người áo đen cướp đi. Trên xe còn có hai đứa trẻ. Diana lái xe đuổi theo phía sau. Không may qua đời, lại bị xe tải đụng phải. John đi tới đó theo định vị kia, phát hiện người áo đen vào bọn trẻ. Hóa ra người áo đen là một dạng sinh vật sống cao cấp ngoài hành tinh. Bọn họ biết hôm nay là ngày tận thế của trái đất, cho nên chọn ra một vài đứa trẻ và động vật trên trái đất di cư đến hành tinh khác để bảo vệ giống loài con người này. Tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh giống như tàu của Noe. Đã đến lúc bọn trẻ phải lên tàu vũ trụ rồi. Nhưng John là người lớn, lại không được lên tàu. Chỉ có đứa trẻ có thể nghe được tiếng gọi từ bên tai mới được là người được chọn. John không còn cách nào để đi cùng con trai. Nhưng chỉ cần con trai sống thì anh chết cũng được. Hai cha con ôm chặt lấy nhau nói lời chào tạm biệt cuối cùng. Sinh vật thể khôi phục lại hình dáng ban đầu.
dẫn theo Caleb và FB lên tàu vũ trụ. Hóa ra có mấy chục tàu vũ trụ như vậy trên trái đất. Chúng giống như du hành vũ trụ. John trở về thành phố đi tìm cha mẹ mình. Mọi người đều đã biết ngày tận thế. Thế giới đang hỗn loạn. Mọi người như rắn mất đầu, không biết nên trốn ở nơi nào. Một vệt sáng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời. John trở về nhà của cha mẹ. Lúc này mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tai họa ập đến, cha mẹ, con trai và con gái, một nhà bốn người ôm nhau. Nền văn minh của con người hoàn toàn biến mất trên trái đất. Con người sống nhờ vào mặt trời, cũng chết vì mặt trời. Mà ở một góc khác của vũ trụ, Caleb và FB sẽ xây dựng lại nền văn minh nhân loại. Bộ phim kết thúc, bộ phim tên Hỗn số tử thần. Câu hỏi của kỳ này là, 24 giờ cuối cùng của ngày tận thế bạn sẽ làm gì đây? Hãy bình luận lại nhé. Đây là bộ phim mà admin đã rất thích nhiều năm trước. Bộ phim hội tụ hồi hộp, giật gân, khoa học viễn tưởng, thảm họa tận thế. Có rất ít bộ phim có thể kết hợp hoàn mỹ các yếu tố này. Lúc trái đất xuất hiện loài người thì đánh dấu sự khởi đầu của một thời đại mới. Thế nhưng vạn vật trong vũ trụ đều có sinh tử, là một quy luật không thể thay đổi. Trái đất cũng có tuổi thọ của mình, mà mạng sống của loài người phụ thuộc vào trái đất. Thật ra loài người vẫn rất nhỏ bé, không thể chịu được trái đất, ho vài lần cũng không chịu nổi mặt trời, hắt hơi mấy cái. Cho dù hiện nay công nghệ rất phát triển, nhưng cũng không thể tạo ra sự tiếp nối giữa con người. Không uổng phí thời gian, trân trọng những người bên cạnh mình. Ok, nội dung kỳ này đến đây thôi. Các bạn thích video của admin thì hãy ấn follow, like, bình luận, lưu lại và share nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tập phim tiếp theo nhé. Bye bye!